Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP4shop.com. Ngày hôm nay là 20 tháng 10. Mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả những các bạn nữ đang coi cái tutorial này. Và ok, thì ở tút này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng bokeh từ một cái bức ảnh. Tức là chúng ta không cần phải dựa vào cái texture, những cái hình stock bokeh có sẵn trên internet. Bởi vì ví dụ như là các bạn đặt trong cái tình huống là bạn gái nhờ bạn làm cái hình cho 20 tháng 10 mà các bạn đang cầm một cái máy ở ngoài cà phê đấy, không có internet, thì chúng ta phải làm sao? Ok ha, thì ở đây mình đã chọn một cái stock này thì mình sẽ tạo cái bokeh cho cái hình này. Và cái hình mà mình sẽ chọn để làm bokeh là cái hình này. Bởi vì chúng ta không cần phải quan trọng tới cái chuyện là kích thước hay là màu sắc gì cả. Chúng ta cứ đơn giản là thấy hình nào chúng ta thích thì chúng ta cứ lấy, chúng ta biến thành bokeh thôi. Ở đây cái chức năng mà mình sẽ sử dụng để biến cái hình này thành bokeh là chức năng Fill Blur ở trong Photoshop CC 2014 trở lên. Nếu như các bạn sử dụng CC 2014 thì nó sẽ nằm chung trong nhóm Blur và nó nằm phía trên. Còn như mình đang sử dụng CC 2015 thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở một cái filter riêng là Blur Gallery, thì các bạn cũng chỉ sử dụng là Fill Blur thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ paste cái hình nó vào đây ha. Ta Ctrl T để chúng ta transform nó lại. Transform lại. Rồi, Enter cái. Thì đây, để tốt nhất thì các bạn có thể bấm chuột phải và chuyển nó thành Smart Object. Tuy nhiên là nếu như cái máy các bạn yếu á, thì có thể là khi các bạn chuyển thành Smart Object này thì sau này chúng ta cần Ctrl T lại thì nó sẽ lại render lại lần nữa, thì nó sẽ rất là tốn thời gian và có thể là hơi hại máy. Cho nên là đây mình để một cái layer bình thường thôi. Vào Filter ha, vào Blur Gallery, chọn Fill Blur. Rồi đây, cái công việc chúng ta làm rất là đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ tăng cái Fill Blur này lên. Tăng lên là sao các bạn thấy nó vừa ý là được rồi. Nói chung là sao cho nó mờ hẳn ra. Sau đó chúng ta để ý phần phía dưới này, effect này ha. Phần light bokeh các bạn tăng lên làm sao để chúng ta nhìn thấy những cái đốm màu trắng. Những cái đốm tròn này. Và chờ chút xíu cho nó update, cho nó render lại chút xíu. Sau đó cái bokeh color, tức là chúng ta đẩy cái màu lên, thì nó chẳng khác gì là đẩy saturation hay là vibrant đâu. Nếu như cái hình của các bạn đã có cái bokeh mà các bạn thấy nó đủ màu sắc rồi thì có thể là không cần phải tăng lên. Tiếp theo là light range, tức là cái cường độ, cái giải sáng, thì các bạn có thể tăng giảm tùy. Khi chúng ta giảm xuống, các bạn thấy là chúng ta làm cho cái màu trắng này nó nhiều hơn, thì các bạn có thể giảm ánh sáng đi bằng cách là kéo cái màu đen lên chút xíu, làm sao cho các bạn thấy nó vừa ý là được rồi. Như đây mình thấy như vậy là ok. Sau khi xong rồi, chúng ta chỉ đơn giản chỉ cần chỉnh như vậy thôi và click OK. Rồi, và chờ cho nó render chút xíu. Chờ chút xíu cho nó chạy ha. Nếu như cấu hình các bạn hơi yếu thì có thể nó sẽ chạy hơi lâu. Có thể là máy mình nó yếu yếu cho nên là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này. Rồi, thì sau khi đã render xong thì các bạn có thể thấy là chúng ta có kết quả như thế này. Khá là hay ha. Thì đây mình sẽ chỉnh cái contrast lại chút xíu của cái layer này, thì các bạn sẽ vào image, chọn adjustment và chúng ta chọn là level cũng được, level ha. Thì mình sẽ làm sao cho nó contrast lên chút xíu đó, cho nó tối lại. Click OK. Sau đó các bạn sẽ chuyển cái blending mode của nó thành screen. Sau khi thành screen xong, các bạn có thể thấy là nó biến thành một cái bokeh khá là đẹp ha. Chúng ta bấm Ctrl T và transform lại sao cho nó vừa ý các bạn. Đó, thấy ok. Như bạn có thể thấy là đây chúng ta có một cái texture bokeh khá là hay, lung linh. Đáng tiếc là cái cách làm này chỉ ứng dụng cho Photoshop CC 2014 trở lên. Cho nên là nếu như các bạn nào sử dụng Photoshop CC 2014 trở xuống, thấp hơn CC 2014, thì các bạn sẽ có thể đơn giản là lên trên Google Image, các bạn search là bokeh texture, hoặc là các bạn tải cái link mà mình share cho các bạn, chọn bộ những cái texture mà mình đang có ở trong máy của mình. Mình share cho các bạn cái link ngay phía dưới phần mô tả video này, phần description ha. Rồi, thì đó là cái cách chúng ta sử dụng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Nếu các bạn thích, đừng quên bấm like, subscribe, share và click quảng cáo. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào tút sau. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP4shop.com.